Rồi, xin kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị một cái món, đó là món gà nướng muối ớt. Đây, đây là món gà nướng muối ớt này. Đây, anh bán ở đây. Anh bán đây bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Lâu rồi em ơi. 10 năm chưa? À, anh bán đây được 10 năm rồi nha quý vị. Alo. Đây. Chúng ta sẽ xem anh cái cách anh nướng và anh tẩm muối ớt như thế nào nha. Làm hết rồi. Cái này là cái xe gà này, xe gà Việt Thắng này, gà nướng muối ớt bên Việt Thắng này nha, đây xe gà này. Đấy, quý vị thấy là nhìn gà nướng rất là hấp dẫn nha, đây gà nướng này, cuốn nướng này, có cả heo heo sữa đó, heo sữa, heo sữa đấy. Ở đây là nằm số bao nhiêu anh? 125 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đúng không? Đây, anh bán ở số 125 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức nha quý vị. Rồi lát nữa thì Kiên sẽ ghi lại cái địa chỉ để quý vị có dịp và quý vị đến đây thưởng thức món gà nướng muối ớt nha. Anh tên gì anh? Anh tên Tý. Anh Tý à? Dạ. Đấy, anh Tý bán ở đây 10 năm rồi, chúng ta sẽ lại đây nghe anh chia sẻ một chút xíu về cái cách nướng gà muối ớt làm sao cho nó ngon nhá. Rồi anh chào anh Tý, anh có thể chia sẻ một chút xíu là mình cách gà nướng muối ớt làm sao cho nó ngon được không? Cái này là cái bí quyết của bà xã cho nên bí quyết đó, bí quyết bà xã. Ok, chúng ta sẽ xem anh nướng nha. Quay clip lên mạng mà. Con này thì bao nhiêu tiền anh? 34. Rồi. Rồi ok. Con gà của mình thì có 120.000 thôi, con mình 170. 120.000 một con. Ừ. Còn này cái con này? Con này của mình. Con này tới 170. À vịt là 170. Là vịt nướng muối ớt luôn đấy anh. Không, vịt nướng gia vị. À vịt nướng gia vị. Dạ dạ. Rồi ok anh. Rồi đây, chúng ta sẽ xem anh nướng này. Đấy, nhìn thấy vàng, cái da rất là vàng và nó giòn đúng không anh? Đúng rồi. Da vàng và giòn nhìn hấp dẫn quá ha. Anh bán đây từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Anh bán thì thứ bảy chủ nhật bán nguyên ngày. Dạ. Ngày thường thì bán đầu giờ chiều. À, ngày thường thì đầu giờ chiều đúng không? Thì bán từ giờ mà đến tối luôn anh. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ đến đêm luôn. Một con là 120k nhá. Quý vị có dịp thì anh ghé để thưởng thức. Gà đây là được nghe mọi người nói là chia sẻ là rất là ngon. Là mình bán cho công nhân cho nên bán giá cho công nhân, giá nó cũng vài trăng thôi. Đây chúng ta xem bên dưới này, con gà thì nó vàng và nó ăn nhìn thấy rất là đây, giòn. Bên đây là con gà, bên này gà này, bên này vịt, đây con vịt, đây con vịt này. Cái này là cái bí kíp gia truyền, nếu muối ớt là bí kíp gia truyền, không có thể tiết lộ được. Đây là mình bán ở nhà, dạ, còn bí quyết là của bà xã. Đúng rồi. Dạ. Rồi chúng ta sẽ em sang bên này em xem chút xíu gia vị được không? Rồi chúng ta sang bên này xem gia vị đồ có những gì nha quý vị ơi. Đây này, bên này có dưa chua này, đồ chua này, rồi tắc này. Rồi, đây là chú. Đây, em anh nhớ xong anh. Muối ớt xanh. Muối ớt xanh này quý vị. Và muối. Muối này. Chanh, tắc, dưa leo. Dưa leo, cái này rau răm. Đồ chua. Rau răm, cái này rau răm. Rau muống chua, rau muống chua, rau muống chua, này là tắc này, này là muối ớt xanh này quý vị, này là muối ớt hột này, muối hạt này, ngoài còn bán thêm heo rừng nữa, heo sữa, heo sữa, heo sữa, dạ. Em ơi, thơm quá, chất, cái này rất là thơm nhá, đây sẽ làm con heo cho người ta. Dẫn quá. Bán tại nhà nha, cho bán tại nhà luôn. Đúng rồi. Dạ. Bán tại nhà luôn, anh bán tại nhà luôn. Đây chúng ta xem là đây có cút nướng này. Có cút nướng rồi có cái này là mề gà này. Mề gà đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là mề gà nướng này. Mề gà. Đây là chị bà xã nhỉ? Ừ. Đây, bà xã anh đây. Đây bà xã anh bán đây. Bán đây từ 5 giờ chiều mà đến 10 giờ. 10 giờ đúng không anh? Đấy, quý vị có dịp phải ghé qua đây thưởng thức cái món gà nướng muối ớt thế này.
Đây sang bên này xem anh nhướng này. Bình thường là mình nhướng một con này là bao lâu là chín anh? 20 đến 30 phút là chín một con rồi. Không có nướng gấp được. Dạ. Được thì nó sẽ nướng từ từ nó mới chín đều nó mới rồi, ngon rồi. Không anh? Nó ngấm gia vị nó chín đều mới ngon. Vào đấy mỡ nó chảy xuống ha. Từ từ mỡ nó chảy xuống. Đứng ở đây thơm nước muối rồi đấy. Một ngày thì anh bán bao nhiêu con? Tùy hơn em ơi. Ngày nhiều nhất được... thì nhiều hơn, còn dạ. Tết thì nhiều hơn. Dạ, một ngày nhiều nhất được 100 con không anh? Không, không. Không được 100 con này. Xác định được số lượng thôi. À, có nghĩa là mình bán, mà mình nướng nhiều cái này mình bán sẽ chợ không hết, mình để lâu cái gì không? Không có, mình nướng mình canh là vừa đủ bán thôi. À, vừa đủ bán thôi đúng không? Ham. Không có để, đúng không có để lâu không nữa. Để qua được. À, đấy. Đứng đâu bán đó thôi. Thì ở đây là công nhân cho nên phải nướng sớm. Dạ dạ. Nướng. Nhân người ta mua theo cái giờ nhất định thôi. Đúng rồi. Đấy, có cái này là có cái quạt kia nó khổ tham. Có em thấy người ta làm cái dòng dọc nó tự quay. Thưa, cái đó thì dễ làm lắm, nhưng mà nướng cái này thì có thể mình thay đổi cái góc, mình muốn nướng góc nào mình đổi góc đó. Cái kia là để cho nó tiện thôi. Đúng rồi. Cái này là mình nướng theo mình muốn nướng cái đầu thì để xuống vậy mình nướng. À đúng rồi. Muốn nướng cái phao câu thì mình nhổng lên. Dạ dạ. Ok. Rồi địa chỉ. Chỉ là 125 Lê Văn Chí, phường Linh Trung và Thủ Đức nha quý vị. Đây là địa chỉ á. Đây địa chỉ này. Đây là cái địa chỉ nhá. Đây 125 Lê Văn Chí, phường Linh Trung và Thủ Đức. Đấy. Anh đứng cầm cái lò bên kia đó hả? Hai bên luôn. Đây xem gà anh đứng anh treo rất là đẹp nha. Đấy, nước sông treo lên như vậy rất là thơm. Mì gà này anh mới nướng nha là quý vị. Hấp dẫn quá, này là hợp với món nhậu. Cái này là nhậu, về nhậu là gọi là tốt, rất là tốt bia đây. Phút này dành cho em phụ nữ. Này đúng rồi, phút này dành cho em phụ nữ này, ngồi tiết mồi này. Tiết mồi này. Bí quyết là trong cái này là ướp gia vị ở trong đây đây. Là cái này là khi nào người khách ăn á là mình ơ nóng lên, là mình quét cái này lên là nó mới bắt đầu ngon. À mình khi mà khách mua đây. Cái này khách mua là mình bắt đầu mình quét cái này lên cho mình nướng lại tí đúng là rồi, bán cho khách. Nóng lên cái quét cái này lên là bắt đầu nó thấm vô. Dạ. Thấm vô cái này nè. Đây là cái này đây. Em ơi. Cái này là cái muối ớt rồi quý vị. Tẩm muối ớt này. Đấy quý vị thấy hấp dẫn không? Trong này là người ta làm mật ong với cái này là muối ớt. Muối ớt là siêu à muối. Sao thế? Con này lớn, để lấy con nhỏ cho. Ô. Chạy qua đây hả? Để lấy con cá cho này. Chạy qua đây chia sẻ với quý vị luôn.
rồi sang bên này cho mình tiếp luôn. Thơm đứng đây rất là thơm. Chỗ này chắc không phải 10 phút nữa nó đó. Đứng đây bán gà đi. Thôi, bạn đừng bán gà có ai mua đâu. Dạ, một ngày bán bao nhiêu con đây? Một ngày anh bán cũng không xác định được, nhưng mà anh bán đây là số này là anh bán hết buổi tối là hết này đấy. Không có để qua đêm. Ngày bán hết từng ngày con gà nào? 120 con. Hả? 120 gà một con. Thế vậy. Khách yêu cầu con này cho nên là phải nướng con này với mấy con kia chín sẵn rồi. Con này yêu cầu con này mập. Cái con này chín này nhỉ. Anh bán ngay cái cổng của cái tổng công ty Việt Thắng này. Quý vị nhớ nha, đối diện với lại cái cổng tổng công ty Việt Thắng. Thì đến đây là thấy anh bán ngay ngã tư này nha. Ngã tư là sao đèn đỏ này. Đây là đường Lê Văn Chí này. Bên là đường Linh Trung, bên là đường Lê Văn Chí. Ông bán hoài vậy. Rồi, xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.